Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải đã chủ trì họp phiên thứ 10 của ban chỉ đạo. Phiên họp được kết nối trực tuyến với 46 địa phương đang có các công trình trọng điểm. Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, hiện nay cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải tại 46 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó có 5 dự án đường sắt, 2 dự án cảng hàng không, còn lại là các dự án đường bộ, chủ yếu là đường bộ cao tốc và các đường vành đai vùng thủ đô Hà Nội, đường vành đai Thành phố Hồ Chí Minh. Sau cuộc họp lần thứ 9, các bộ, ngành và địa phương đã chủ động tích cực phối hợp triển khai các nhiệm vụ được giao với tinh thần chỉ bàn làm, không bàn lùi. Các cấp chính quyền địa phương đã nỗ lực triển khai công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục trong chuẩn bị đầu tư, chỉ đạo các nhà thầu khắc phục các khó khăn, vướng mắc, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy mạnh thi công các dự án được giao là cơ quan chủ quản, giải quyết kịp thời thủ tục cấp mỏ cho các nhà thầu theo cơ chế đặc thù. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương các bộ, ngành địa phương, các nhà thầu, các đơn vị thi công đã chủ động, tích cực phối hợp triển khai các nhiệm vụ được giao với tinh thần chỉ bàn làm không bàn lùi. Các chủ đầu tư, nhà thầu tiếp tục nỗ lực tổ chức thi công với quyết tâm vượt nắng, thắng mưa, ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, thi công 3K4 kíp, làm việc cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Nhấn mạnh khối lượng công việc triển khai trong năm 2024 là rất lớn, đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương cần tích cực, quyết liệt hơn nữa, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành chỉ đạo các nhà thầu phối hợp với các địa phương sớm hoàn thiện các thủ tục đảm bảo trữ lượng và công suất để có thể khai thác các mỏ thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đáp ứng tiến độ yêu cầu. Đôn đốc các nhà thầu huy động đầy đủ nhân vật lực để thi công, đồng thời kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đáp ứng kế hoạch đề ra. Thứ nhất là tinh thần trách nhiệm của các bộ, các ngành, các địa phương là phải cao hơn, đấy, hiệu quả hơn. Cái thứ hai là tiến độ công việc phải kịp thời hơn. Cái thứ ba là chất lượng các dự án công trình thì phải tốt hơn. Cái thứ tư là kỹ mỹ thuật, rồi công nghệ phải cao hơn, phù hợp hơn với tình hình thực tế. Cái thứ năm là các địa phương phải xử lý vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng, liên quan đến nguyên vật liệu, liên quan đến cái đường hậu cần, liên quan đến các công trình kỹ thuật nhanh hơn, hiệu quả hơn. Cái thứ sáu là xử lý môi trường, rồi ổn định cho người dân, rồi cái an sinh xã hội tốt hơn cho những cái khu vực mà người dân bị ảnh hưởng bởi các cái dự án đi qua. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu các địa phương xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, huy động cả hệ thống chính trị để giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025 trước ngày 30 tháng 4 năm nay, đặc biệt là các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Kiên Giang, 3 dự án cao tốc trục Đông Tây và 2 dự án vành đai trong quý 2 năm 2024. Phối hợp với các chủ đầu tư xác định mức độ ưu tiên bàn giao trước mặt bằng đoạn tuyến là đường găng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư, ổn định cuộc sống người dân. Phối hợp với EVN, Bộ Công Thương tổ chức di dời đường điện cao thế, ưu tiên các vị trí ảnh hưởng đến thi công. Về việc sử dụng cát biển, trên cơ sở kết quả thí điểm sử dụng cát biển làm nền đường giao thông, các địa phương chỉ đạo các chủ đầu tư chủ động nghiên cứu để triển khai mở rộng tại các khu vực phù hợp. Tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan phối hợp với các chủ đầu tư để giao mỏ cát biển cho các nhà thầu triển khai các thủ tục khai thác theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hôm nay 29 tháng 3, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 15, kỳ họp chuyên đề để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng dự kỳ họp. Tại phiên họp, với đa số phiếu tán thành, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2065, kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch giải ngân đầu tư công, thông qua mức phí mới cho việc xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật.
Trước đó, trong phiên thảo luận sáng nay về quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, nhiều ý kiến đề nghị cần bổ sung thêm vào đồ án quy hoạch cần xác định tổ hợp kiến trúc dọc sông Hồng, hệ thống giao thông tiếp cận dọc hai bên bờ sông. Đối với quy hoạch đường nội đô, nên quy hoạch theo ô bàn cờ, bổ sung thêm đường sắt đô thị, đường sắt ngầm, bởi hiện quy hoạch 10 tuyến đường sắt đô thị vẫn còn ít. Bên cạnh đó là quản lý tốt về môi trường, quản lý quy hoạch, xử lý tốt nước thải, không xả thẳng vào các dòng sông cổ như Tô Lịch, sông Nhuệ. Để thực hiện được cái trục cảnh quan sông Hồng ấy, tôi cũng đề nghị là cũng cần phải có ưu tiên, bởi vì là cái việc thực hiện cái nội dung này nó cũng rất là khó khăn, phức tạp. Thì thứ nhất là ưu tiên thứ nhất là cũng đề nghị là chúng ta nên phát triển trước cái hệ thống giao thông tiếp cận gồm có ba cái hướng. Một là các cái tuyến giao thông dọc bờ sông, hai bên bờ sông ưu tiên. Cái thứ hai là các cây cầu bắc qua sông, và cái thứ ba là tuyến đường thủy. Trong đó thì tôi nghĩ rằng là ưu tiên về các cái tuyến cầu qua sông và cái đường giao thông dọc hai bên sông là hết sức quan trọng. Từ một thực trạng là chúng ta có quy hoạch nhưng mà diễn ra quy hoạch treo, quy hoạch không được thực hiện, rồi quy hoạch chậm được triển khai, đó là nhãn tiền. Vậy thì sau khi chúng ta thông qua quy hoạch này thì có một cái cơ chế chính sách nào, cơ quan nào sẽ đứng ra giúp cho thường trực thành ủy, giúp cho ủy ban nhân dân thành phố đốc thúc thực hiện cái quy hoạch này và giám sát cái quy hoạch này. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị ngay sau kỳ họp, Ủy ban Nhân dân thành phố các cấp, các ngành khẩn trương triển khai các nghị quyết mới được thông qua một cách quyết liệt, cùng với các giải pháp đồng bộ để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực. Tỉnh Tây Ninh vừa thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Sa Mát tỉnh Tây Ninh đến năm 2045. Theo đó, quy mô quy hoạch chung có tổng diện tích hành chính xã Tân Lập và Tân Bình thuộc huyện Tân Biên là khoảng 34.890 ha. Với việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Sa Mát đến năm 2045, thời gian tới tỉnh Tây Ninh và huyện Tân Biên sẽ tăng cường các hoạt động đẩy mạnh khai thác, phát huy giá trị du lịch sinh thái trong khu vực, tổ chức không gian phát triển du lịch sinh thái tại khu vực vườn quốc gia Lò Gò, Sa Mát, Trung ương cục miền Nam trên cơ sở hài hòa với yêu cầu bảo tồn, phát huy giá trị cảnh quan thiên nhiên, du lịch, di tích lịch sử, văn hóa theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường, ổn định an ninh biên giới. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa thành lập tổ công tác đôn đốc xử lý hồ sơ thủ tục đầu tư công để đẩy nhanh tiến độ đầu tư công các dự án trên địa bàn thành phố. Theo đó, tổ công tác có trách nhiệm đôn đốc xử lý hồ sơ thủ tục đầu tư công để đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố là tổ trưởng, lãnh đạo các sở kế hoạch và đầu tư, sở xây dựng làm tổ phó và lãnh đạo các đơn vị, sở ngành liên quan làm thành viên. Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát các khó khăn, vướng mắc, trao đổi để tìm hướng tháo gỡ, đề xuất xử lý ở các sở ngành một cách cụ thể trong quá trình triển khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố, phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kiến nghị tham mưu báo cáo các đề xuất lãnh đạo thành phố xem xét quyết định. Số liệu kinh tế xã hội vừa được Tổng cục Thống kê công bố cho thấy tăng trưởng kinh tế tiếp tục hồi phục tích cực. Tổng sản phẩm trong nước GDP quý 1 năm nay ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm 2020 đến 2023. Trong đó, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,98%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,28%, khu vực dịch vụ tăng 6,12%. Báo cáo quý 1 cho thấy, khu vực sản xuất đang tiếp tục xu hướng phục hồi. Về lạm phát, tính chung quý 1 năm 2024, CPI tăng 3,77% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 2,81%. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, 3 tháng đầu năm, nông nghiệp vẫn đạt tăng trưởng khá, năng suất, sản lượng nhiều sản phẩm chủ lực tăng. Trong quý 1, cà phê là mặt hàng nông sản xuất khẩu tăng mạnh nhất, với gần 800.000 tấn cà phê, tăng 44%, với giá bình quân là 2.373 đô la Mỹ một tấn, tương đương với tăng 7%. Xuất khẩu rau quả cũng tăng mạnh khi đạt 1,23 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 26% so với cùng kỳ năm trước. Đây là lần đầu tiên xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt và vượt con số 1 tỷ đô la Mỹ ngay trong quý đầu tiên của năm. Cùng với đó, nhu cầu gạo Việt Nam từ các nước cũng tiếp tục đà tăng. Dự báo trong những tháng tới, xuất khẩu nông sản sẽ tiếp tục khởi sắc,
nhất là các mặt hàng gạo, cà phê, rau quả, tiêu nhờ nhu cầu nhập khẩu của các nước tăng. Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có văn bản yêu cầu các địa phương rà soát, tổng hợp, vùng trồng, cơ sở đóng gói dừa tươi và sầu riêng đông lạnh xuất khẩu sang Trung Quốc. Theo đó, để đẩy nhanh quá trình mở cửa thị trường cho hai mặt hàng này, Cục Bảo vệ Thực vật đề nghị các cơ quan chuyên môn của các tỉnh, thành phố thông báo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký vùng trồng, cơ sở đóng gói để xuất khẩu. Ngoài ra, các đơn vị rà soát, kiểm tra, đánh giá thực địa nhằm đáp ứng các yêu cầu về kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm của nước nhập khẩu. Năm nay, Bắc Giang dự kiến chỉ thu được khoảng 100.000 tấn vải thiều, giảm 50% so với năm 2023 vì thời tiết bất lợi. Cụ thể, tỷ lệ vải thiều ra hoa thấp do mùa đông có nhiệt độ bình quân cao hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 1,5 độ C, làm ảnh hưởng đến quá trình phân hóa mầm hoa cây vải. Bên cạnh đó, thời tiết từ giữa tháng 1 đến giữa tháng 2 năm nay có các đợt không khí lạnh ngắn, mưa nhỏ kéo dài, độ ẩm cao khiến nhiều diện tích vải bị ảnh hưởng đến năng suất. Tại tờ trình, Chính phủ dự thảo nghị định mới thay thế các nghị định trước đây về kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương đề xuất các doanh nghiệp đầu mối có thể được tự quyết giá bán xăng dầu, nhà nước chỉ công bố giá thế giới bình quân 15 ngày. Theo quy định hiện hành, nhà nước đưa ra giá cơ sở để làm căn cứ điều hành giá bán lẻ xăng dầu, tức là mức điều hành do nhà nước công bố, giống như giá trần, để các doanh nghiệp tự xác định giá bán lẻ trong hệ thống. Tuy nhiên, ở lần xây dựng nghị định mới, Bộ Công Thương đề xuất nhà nước không điều hành giá xăng dầu mà công bố giá thế giới bình quân 15 ngày và một số chi phí cố định. Dựa trên dữ liệu này, các doanh nghiệp đầu mối sẽ tự đưa ra giá bán tối đa. Thống kê của Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, tính đến tháng 3 năm 2024, trên địa bàn thành phố có 233 chợ, trong đó 91 chợ đang tạm ngưng hoạt động. Trong thời gian qua, nhiều chợ đã được nâng cấp, sửa chữa nhằm cải thiện chất lượng và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện có 233 chợ, gồm 17 chợ hạng 1, 54 chợ hạng 2, 162 chợ hạng 3 và chợ tạm. Trong đó, 91 chợ đang tạm ngưng hoạt động. Nguyên nhân do một số chợ cơ sở vật chất xuống cấp, đang chờ nâng cấp, sửa chữa. Một số chợ đã tạm ngưng hoạt động từ thời điểm trước dịch COVID-19. Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, hiện nay lượng khách đến chợ giảm 20-30% so với thời điểm trước dịch và giảm 30-50% so với thời điểm năm 2019. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt đề án phát triển hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện trên địa bàn theo hướng chuyên nghiệp giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Theo đó, thành phố sẽ mở 3 trung tâm cấp cứu 115, 2 trạm cấp cứu đường hàng không và đường thủy. Trạm cấp cứu 115 đường hàng không sẽ là sự phối hợp giữa ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Quân y 175, Công ty Trực thăng miền Nam, Binh đoàn 18 Bộ Quốc phòng. Trung tâm này sẽ được mở rộng phục vụ cấp cứu cho người dân tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam, còn trạm cấp cứu 115 đường thủy sẽ đặt trong khuôn viên của Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ, đảm trách nhiệm vụ cấp cứu ngoại viện khu vực huyện Cần Giờ và phát triển mô hình cấp cứu đường thủy. Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ hình thành 3 trung tâm cấp cứu 115 tại 3 cụm y tế chuyên sâu, cụm trung tâm gồm các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa hiện hữu tại địa bàn các quận nội thành, cụm Tân Kiên đang hình thành tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh và cụm Thủ Đức. Cảm giác nhớ nhà, bỡ ngỡ với những quy định nghiêm ngặt là tâm lý chung của nhiều chiến sĩ trong những ngày đầu nhập ngũ. Thế nhưng bằng sự giúp đỡ tận tình, trực tiếp của cán bộ huấn luyện, rất nhanh chóng các chiến sĩ mới đã dần quen với môi trường quân ngũ. Ghi nhận của phóng viên truyền hình VOV tại Trung đoàn 741, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên. Những ngày đầu xa mái ấm gia đình, vòng tay người thân, các chiến sĩ mới còn bỡ ngỡ từ đi đứng, xưng hô, chào hỏi, đến ăn uống, sinh hoạt ngủ nghỉ và phải từ bỏ nhiều thói quen, lối sống tự do trước đây để khép mình vào khuôn khổ. Thế nhưng sau một tháng rèn luyện trong môi trường quân ngũ, những chiến sĩ mới đã dần quen với cuộc sống của người lính. Mới đầu vào cũng khó khăn về giờ giấc sinh hoạt và cường độ lao động, nhưng mà đến giờ em cũng đã quen và an tâm tư tưởng công tác ạ. Trước khi vào đây thì em ở ngoài, giờ giấc sinh hoạt của em nó không được ổn định, thường xuyên thay đổi. Và khi em vào đây thì giờ giấc sinh hoạt của em đã ổn định, sức khỏe em cũng ổn định hơn ạ. Có em nhiều lúc nhớ nhà, nhưng mà nhiều lúc ở đây cũng có mấy tân binh cùng dùng như mình thì mình cũng không phải lo nghĩ gì cả, với cả bạn bè mình cũng ở đây rồi thì mình cũng vui vẻ với hòa đồng với các bạn ấy thì em cũng không cô đơn mấy.
năm 2024, Trung đoàn 741, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên tiếp nhận 210 thanh niên nhập ngũ đến từ các huyện, thành phố trong tỉnh. Sau khi tiếp nhận, trong thời gian đầu, các chiến sĩ mới được huấn luyện ngoại khóa để tiếp cận nhanh với các chế độ, nề nếp của đơn vị, nhằm giúp các chiến sĩ mới yên tâm tư tưởng công tác, sớm hòa nhập, thích nghi với môi trường quân ngũ. Ngay từ đầu, các cán bộ chỉ huy của đơn vị đã thường xuyên sâu sát, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của chiến sĩ mới theo phương châm bốn cùng: cùng ăn, cùng ngủ, cùng làm việc, học tập, cùng hoạt động thể thao. Quan tâm chu đáo, chỉ bảo tận tình, tạo bầu không khí đoàn kết, thân mật, cởi mở, giúp chiến sĩ mới vơi bớt nỗi nhớ nhà, tự giác học tập, rèn luyện và thực hiện tốt các chế độ, quy định của quân đội. Tân binh có nhiều đồng chí có năng khiếu, ví dụ như là đàn, hát, văn nghệ và một số đồng chí có tài lẻ về thể thao. Cũng đề nghị với chỉ huy đơn vị là muốn tổ chức cho vui chơi thể thao văn hóa văn nghệ vào ngày nghỉ, giờ nghỉ cũng rất là hợp lý và phù hợp. Nên nội dung này thì đơn vị cũng đang triển khai rất là tốt. Giờ nghỉ, ngày nghỉ chúng tôi tổ chức cho anh em học hát, các bài hát quy định. Thì tuy nhiên là ngoài bài quy định ra thì vẫn để cho anh em được chia sẻ với nhau, được giao lưu với nhau, có thể là bằng đàn, bằng sáo, vân vân, để bằng cái nhạc cụ dân tộc nữa. Vì cơ bản là 100% tân binh ở đơn vị là con em đồng bào dân tộc trong tỉnh Điện Biên. Nên anh em cũng dễ hòa đồng. Và hai nữa là trong quá trình mới vào thực hiện nghĩa vụ quân sự thì là có những đồng chí là tiểu đội trưởng, cũng là anh em cùng quê. Thế nên là khi mà tâm sự và chia sẻ với nhau nó cũng rất là dễ. Những biện pháp, cách làm sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả được tiến hành đã đem lại hiệu ứng tâm lý tích cực, tạo bầu không khí thân thiện, cởi mở, giúp chiến sĩ mới yên tâm tư tưởng công tác, phấn đấu học tập, rèn luyện, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và coi đơn vị là ngôi nhà thứ hai của mình. Liên quan tới việc hai ô tô trùng biển số thường xuyên đỗ trên đường Võ Liêm Sơn, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, sáng nay Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã giao các đơn vị nghiệp vụ xác minh giấy tờ của hai ô tô để đưa ra phương án xử lý. Theo đó, hai xe ô tô 5 chỗ và 12 chỗ cùng gắn biển công vụ 38A1169 thường đỗ cách nhau khoảng 15m trên đường Võ Liêm Sơn. Xe 5 chỗ từng thuộc quản lý của tỉnh đoàn Hà Tĩnh. Năm 2022, xe được thanh lý cho một người trú tại thành phố Hà Tĩnh. Làm việc qua điện thoại, chủ xe cho biết từ khi mua đến nay chưa làm thủ tục đổi sang biển trắng. Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông, hai ô tô chung biển số là trái quy định. Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa bắt giữ các đối tượng trú tại địa bàn tỉnh Quảng Bình và Nghệ An có hành vi tổ chức sử dụng, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm hơn 10kg ma túy và các vật chứng có liên quan. Tại thành phố Đồng Hới, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình đã chủ trì phối hợp bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Mở rộng điều tra, khám xét khẩn cấp nơi ở của Trương Tiến Cường, sinh năm 1996, trú tại phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Lực lượng công an tiếp tục phát hiện và thu giữ 25.095 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, tổng khối lượng ma túy thu giữ khoảng hơn 10kg. Lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ thêm đối tượng liên quan khác. Còn tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, sáng nay Công an thành phố Vũng Tàu cũng đã thu giữ số lượng tang vật nghi là ma túy có trọng lượng hơn 22kg do một người dân trên địa bàn nhặt được ở bãi biển nhưng lại đem đi cất giấu, không khai báo với lực lượng chức năng. Ngày 27 tháng 3, Công an thành phố Vũng Tàu kiểm tra và thu giữ 1kg ma túy được đối tượng Nguyễn Thành Tuấn tàng trữ trái phép tại phòng trọ trên đường Đô Lương, phường 11. Tiếp tục điều tra, cơ quan chức năng triệu tập thêm đối tượng C có liên quan tới làm việc. Quá trình làm việc, C khai nhận phát hiện bao tải màu đen chứa nhiều hộp hình chữ nhật tại bãi biển trên địa bàn phường 10 trưa ngày 24 tháng 3. Đến ngày 25 tháng 3, sau khi trao đổi với C, Tuấn mở hộp thì phát hiện bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng. Nghi là ma túy, đối tượng đã chụp hình lại với mục đích nếu là ma túy sẽ bán cho các đối tượng tiêu thụ. Sau khi bị phát hiện, Tuấn đã chỉ dẫn đến nơi cất giấu số gói hộp còn lại với số lượng 20 hộp. Tổng trọng lượng khoảng 21kg. Thanh tra tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với 4 gói thầu mua sắm thiết bị dạy ngoại ngữ cho các trường phổ thông với tổng mức đầu tư hơn 37 tỷ đồng do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư và Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế, viết tắt là Công ty AIC, thực hiện giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2017.
Theo đó, Thanh tra tỉnh Quảng Nam chỉ ra hàng loạt tồn tại, hạn chế của Sở Giáo dục và Đào tạo như khi tham mưu trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh là không đúng quy định, lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu chưa đảm bảo theo quy định, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu không đúng quy định, trình duyệt giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu không đúng theo quy định. Đáng chú ý, Thanh tra tỉnh Quảng Nam tiến hành xác minh, kiểm tra thực tế và phát hiện công ty AIC đã bàn giao nhiều trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ không có xuất xứ, không đúng xuất xứ, không có nguồn gốc với tổng số tiền hơn 4,8 tỷ đồng. Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Triều Tiên. Ba Lan, Ukraine đạt tiến triển trong các cuộc đàm phán về nhập khẩu nông sản. Hôm qua, Nga đã phủ quyết dự thảo nghị quyết do Mỹ đề xuất bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc gia hạn nhiệm vụ của nhóm chuyên gia hỗ trợ Ủy ban phụ trách các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên đến ngày 30 tháng 4 năm 2025. Dự thảo nghị quyết nhận được sự ủng hộ của 13 trong số 15 ủy viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc cho rằng nhóm chuyên gia này không còn đảm đương được nhiệm vụ của họ. Ủy ban phụ trách các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên được thành lập vào năm 2006, trong đó có cả việc áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Triều Tiên. Nhóm chuyên gia được thành lập vào năm 2009, hỗ trợ công việc của Ủy ban trừng phạt thông qua phân tích chuyên sâu, đặc biệt là đánh giá các trường hợp không tuân thủ. Nhà Trắng hôm qua cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang lên lại kế hoạch cử hai quan chức tới Washington, Mỹ để bàn về chiến dịch quân sự có thể diễn ra ở Rafah vào đầu tuần tới. Động thái này diễn ra sau khi ông Netanyahu hủy chuyến đi Mỹ dự kiến vào ngày 24 tháng 3 vừa qua của các quan chức này để phản đối việc Mỹ không phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn ở Gaza. Các quan chức Mỹ đã bày tỏ quan điểm phản đối một cuộc tấn công trên bộ vào Rafah, khu vực phía nam dải Gaza, vì lo ngại có thể làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo tại khu vực, hiện là nơi tập trung hơn 1 triệu người Palestine này. Kết quả một cuộc thăm dò mới của Gallup cho thấy, đa số người Mỹ hiện không tán thành cuộc chiến của Israel tại Gaza. Số người không đồng tình tăng từ 45% trong tháng 11 năm ngoái lên 55% trong tháng này. Trong diễn biến cùng ngày, Ngoại trưởng Ai Cập nhấn mạnh sự cấp thiết phải thực thi lệnh ngừng bắn hoàn toàn ở dải Gaza theo đúng nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới cho biết không có gì thay đổi trên thực địa trong cuộc xung đột ở dải Gaza kể từ khi nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức. Giá thực phẩm ở dải Gaza đã tăng mạnh trong bối cảnh cuộc xung đột Hamas-Israel đang diễn ra, càng làm tăng thêm khó khăn của người dân địa phương. Kể từ khi xung đột bùng nổ, Israel đã thực hiện phong tỏa toàn diện dải Gaza, chỉ cho phép một số lượng nhỏ xe tải chở hàng viện trợ vào khu vực, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung trầm trọng và giá cả các nhu yếu phẩm sinh hoạt cơ bản tăng mạnh, trong đó có bột mì và đường. Tình hình nhân đạo ở phía bắc dải Gaza đang ngày càng tồi tệ do thiếu nguồn cung lương thực, đe dọa đến tính mạng của hàng trăm nghìn người dân. Tại thành phố Gaza, thực phẩm được cung cấp cho người dân rất khan hiếm. Người dân thậm chí còn phải xếp hàng để mua rau dại và cả tím thối, vốn dùng để nuôi gia súc. Trong khi đó, giá 1 kg bột mì đã tăng từ chưa đầy 0,27 USD lên hơn 13 USD. Còn giá 1 kg đường đã tăng từ gần 1 USD lên hơn 21 USD. Giá thực phẩm cao ngất ngưởng đang khiến người dân càng thêm khốn khổ. Chúng tôi không có thức ăn, không có gì để ăn. Chúng tôi chỉ có thể ăn cỏ và rau rừng khi đói. Tôi dùng số tiền bán đồ để mua thức ăn nhưng vẫn không đủ. Chúng tôi đang kiệt quệ về tài chính và thể chất. Cân nặng của tôi đã sụt từ 70 cân xuống còn 50 cân. Ba Lan và Ukraine đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận nhằm giải quyết những căng thẳng hiện nay liên quan đến nhập khẩu nông sản. Tuyên bố được Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đưa ra hôm qua sau các cuộc đàm phán liên chính phủ tại thủ đô Warsawa. Tại Ba Lan, từ nhiều tuần nay, những người nông dân đã phong tỏa các cửa khẩu với Ukraine nhằm phản đối tình trạng nông sản giá rẻ của nước láng giềng tràn lan tại thị trường trong nước, coi đây là cạnh tranh không công bằng. Phía Ukraine cho biết các cuộc biểu tình cũng gây ảnh hưởng đến nền kinh tế nước này trong bối cảnh Ukraine vẫn đang trong cuộc xung đột với Nga.
Tất nhiên cả Thủ tướng Semigan và tôi đều không thể đạt được sự hài lòng 100%, nhưng mục đích là tìm kiếm giải pháp. Điều đó sẽ bảo vệ lợi ích cơ bản của nông dân Ba Lan, của các nhà sản xuất Ba Lan và của những người Ukraine. Chúng tôi đang tìm kiếm và chúng tôi đang tiến gần hơn tới giải pháp, trong đó tính tới số lượng sản phẩm được nhập khẩu vào Ba Lan. Một khi xác định được điều này, chúng tôi sẽ gần như đảm bảo được rằng việc trung chuyển sẽ không gây ảnh hưởng đến thị trường Ba Lan, và đó cũng là mong muốn của Ukraine. Một số nguồn tin cho biết, trong cuộc hội đàm, hai bên đã ký tuyên bố chung, trong đó nêu rõ phương hướng cho các cuộc đàm phán trong tương lai giữa Ukraine và Ba Lan. Sau khi cuộc xung đột tại Ukraine cản trở hoạt động xuất khẩu qua tuyến vận tải truyền thống trên Biển Đen, ngũ cốc giá rẻ của Ukraine tràn ngập thị trường Liên minh châu Âu EU, khiến sản phẩm của nhiều nước trong khu vực này khó cạnh tranh với hàng nhập khẩu, dẫn đến các cuộc biểu tình của nông dân và lệnh cấm nhập khẩu. Cảng Baltimore, một trong những cảng lớn nhất nước Mỹ, đã phải đóng cửa sau vụ sập cầu Francis Scott Key xảy ra hôm 26 tháng 3. Một số công ty logistics dọc bờ đông nước Mỹ đã tính đến chuyện điều chuyển hướng để tránh gây đứt gãy chuỗi cung ứng. Chính phủ liên bang và chính quyền bang Maryland hôm qua cam kết sẽ huy động mọi nguồn lực để khắc phục và xây dựng lại cầu, đồng thời mở lại cảng Baltimore nhanh nhất có thể. Thống đốc bang Maryland, ông Westmore, cho biết chính quyền bang sẽ thực hiện đánh giá đầy đủ đối với cơ sở hạ tầng quan trọng của bang nhằm đảm bảo quá trình ứng phó diễn ra nhanh chóng và an toàn. Những bộ óc giỏi nhất trên thế giới đang cùng nhau thu thập thông tin mà chúng ta cần để ứng phó và giải quyết thảm họa sập cầu này một cách nhanh chóng và an toàn. Chúng tôi đang điều tra, dọn sạch xác tàu. Các nhà lãnh đạo từ cấp địa phương, tiểu bang và liên bang đang gây quỹ để xây dựng lại cây cầu. Cùng nhau, chúng ta sẽ xây dựng lại cầu Francis Scott Key. Việc cảng Baltimore buộc phải đóng cửa làm gia tăng thêm phức tạp đối với chuỗi cung ứng toàn cầu, vốn đã bị tác động bởi khủng hoảng kéo dài nhiều tháng tại kênh đào Panama do mực nước thấp và tại kênh đào Suez do các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào tàu hàng trên Biển Đỏ. Giới chuyên gia dự đoán có thể mất vài tuần để có thể mở cửa trở lại hành lang vận chuyển với cảng Baltimore, còn quá trình thiết kế và xây dựng lại cầu Francis Scott Key được dự báo sẽ mất nhiều năm. Chuyển sang một số thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày mai khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, có nơi trên 37 độ. Khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Sau đây là chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước. Và những thông tin thời tiết này cũng sẽ khép lại bản tin Nhịp sống hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên, tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Thủ đô Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ.